Và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu đầu tiên của kèo IA và Asirian. Bãi quả 7 dành cho game thủ chim sẻ khi được cầm IA sẽ là chạm 4 trong những kèo này. Vâng, chạm 4 trong kèo IA AC đổi chiều tới từ cả hai game thủ chim sẻ và Sang Long. Và khi mà đánh sang tới kèo IA đời 4 thì chỉ là chạm 3 thôi. Có lẽ đó sẽ là thời điểm cuối buổi giao hữu ngày hôm nay. IA AC được phép chọc giò, IA đánh nguyên chém, còn AC thì là chuyên cung lên đời 4 thì muốn làm gì thì làm. Màn hình máy của game thủ chim sẻ, những cây gỗ đầu là những cây gỗ 75. Vâng, 275 và 40. Vâng, đây là kèo đấu mà khi đã vào đến trận đấu rồi thì mình sẽ nói về quan điểm. Đó chính là nếu được phép chọc giò thì IA là người có lợi thế hơn so với Asirian. Kèo này phải là kèo, vâng, nó rơi vào khoảng 55 và 45 dành cho IA. Asirian sẽ có bất lợi một chút ở thời điểm đầu khi mà phải chống con giò cũng như là những tơn chém đều tới từ IA. Trong cái bài này thì IA có rất nhiều những cách chơi. IA có thể đánh chắc ruộng tại nhà và tăng L đều. IA cũng có thể đi ăn hoang. Vâng, chém vẩy E và hạ gục đối phương thật sự nhanh ở thời điểm đầu. Tất nhiên là nếu giống một bài, vâng, với một cái bài giống hệt nhau về đồ ăn thì Yamato sẽ có lợi thế. Asirian còn phải phụ thuộc thêm vào thế nhà rất nhiều. AC có cửa thắng khi mà thế nhà của Asirian là mắc binh, vâng, theo kiểu là không đường vào. Còn nếu như một bài Asirian mà trống thì đồ ăn giống nhau, IA sẽ là người hoàn toàn chiếm lợi thế luôn ở thời điểm đầu cũng như là kết thúc rất nhanh trận thi đấu này. Bài dường như đã đủ dành cho game thủ chim sẻ. Bãi quả đầu 7, bãi quả phụ, vâng, tôi chỉ cần nhìn lại bãi quả phụ thôi, 6 em ơi. Nếu quả phụ 6 thì đã đủ rồi vì đây là hiêu 7 và có thêm một voi. Không cần phải đi dò nữa dành cho game thủ chim sẻ, bài này chắc nhà cũng được. Một thế bài rất đẹp dành cho game thủ chim sẻ, nắng 7 dân được cắt ra để có thể ăn gỗ. Hiêu 7, một voi và biết tôi đang chờ đợi xem quả phụ là 6 hay quả phụ là 5 cây. Nếu mà là quả phụ 6 thì là mắc binh luôn dành cho game thủ chim sẻ. Hiêu được lùa rất đẹp về phía khu vực nhà chính của mình, cắt bớt một dân. Và bây giờ sẽ là quả phụ, vâng, ít nhất là 5 cây. Biết đâu cạnh bãi vàng sẽ là cây thứ 6. Cùng với đó thì là hai bãi vàng trong nhà. Quá đẹp dành cho game thủ chim sẻ. Thế bài cũng mắc binh. Trận thi đấu đầu tiên ở kèo Asirian và AC. Chim sẻ là người cầm IA trước, còn để cho Sang Long cầm AC. Vâng, ngày hôm qua này cũng rất muốn phỏng vấn Sang Long một chút về cái công tác chuẩn bị của Sang Long trong cái kèo này, nhưng mà anh bảo anh chả có chuẩn bị gì cả. Vâng, chém 2S dành cho game thủ chim sẻ. Điều quan trọng là lựa chọn của chim sẻ sẽ là con giò không giáp hay chỉ đơn giản là một con giò chỉ có công và sau đó tập trung nhiều và sóc đều L. Bài đẹp như thế này thì giò công giáp là chuyện bình thường. Vâng, bắt đầu câu con voi về thôi. Bài mắc đẹp dành cho game thủ chim sẻ, không đi giò nhiều. Trong khi đó thì chúng ta cần phải chờ đợi xem bài của Sang Long sẽ như thế nào. Vâng, các bạn theo dõi buổi tường trực tiếp của website gametv.vn. Các bạn có thể theo dõi trên các kênh trên điện thoại di động như Mobile TV cũng như SCTV Thể thao, tùy thuộc vào gói 3G mà các bạn sử dụng, Viettel hay là Vinaphone. Vâng, đều là 26 dân dành cho cả Sang Long và game thủ chim sẻ. Một bài mắc binh dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, xin được cảm ơn các nhà tài trợ, đó là tài trợ Newman, nhãn hàng Capital Phone. Vâng, website bongdafan.com. Xin cảm ơn vâng, nhãn hàng Asus IOG Việt Nam đã tài trợ nhà hàng thiết bị để chúng tôi thực hiện chương trình này, những buổi tường trực tiếp, những kèo đấu AOE đỉnh cao. Và ngày hôm nay đó chính là kèo đấu AOE Việt Trung. Sang Long lên đời rất sớm với 26 dân của Asirian, có lẽ cũng là một bài mắc binh. Vâng, 26 cộng 1 dân. Chim sẻ cũng kích đời không hề tồi với 27 dân ở 10 phút 14 giây. Vâng, cả AC và Asirian đều ép đời, chỉ kém Sang khoảng, vâng, đối với Sang Long thì là như Sang, có chim sẻ chậm hơn khoảng 4 đến 5 giây.
Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi xem cái cách chơi của cả hai game thủ này trong một thể loại vâng cũ mà là mới, mới thì thành ra lại vẫn là cũ. Vâng, kèo này ngày xưa thì mình được chứng kiến tương đối nhiều vào năm 2012 khi mà những game thủ chán đánh trăm đầm thì các anh chuyển sang kèo này. Thậm chí ngày xưa đánh cả cái kèo là solo IA, đánh nguyên chém không. Bây giờ thì bắt đầu xóa ruộng, chim sẻ đang đánh với một cái phong cách rất giống với Sen Long. Vâng, ôm gỗ và đúc ruộng. Với Yamato thì các bạn luôn nhớ rằng 6 ruộng và đủ vàng có thể sóc đều được 2L và 9 ruộng sẽ là tăng L thứ 3. Bây giờ thì sẻ đang có được 8 chiếc ruộng rồi, nhưng có lẽ vẫn chỉ là 2L ở thời điểm đầu thôi. Thậm chí rằng sẻ đang muốn đánh theo kiểu là 1L và sau đó sẽ trâu 2L sau, chứ các bạn là tăng thẳng lên 3L sau. Đang đánh 1L. Bài là bài xác định, không chọc choạch được gì Sang Long và muốn đua phát triển rồi. Đây là nhà của game thủ Sang Long đang đóng trước nhà BA thứ 3. Bài cũng là rất đẹp dành cho game thủ Sang Long lên đời cực kỳ sớm. Thôi làm tạm một nông dân. Rồi. Làm tạm thôi. Một thế bài không hề đơn giản. Đã có chiếc BL thứ 2. Map la thì cũng nhỏ thôi. Bắt đầu đóng E thôi. Nâng cấp bánh xe. Rất nhiều ruộng dành cho game thủ chim sẻ. Một thế bài mắc binh dành cho chim sẻ. Trong khi đó bài của Sang Long thì đường vào có lẽ cũng là một chiếc nhà BA. Xin lỗi các bạn là chỉ vào có mặt nhà BA thôi. Chiếc BL thứ 3 dành cho game thủ chim sẻ. Đây là bài mà chim sẻ nắng sẽ đánh cực kỳ trâu lờ và không để cho những con cung gờ của Sang Long có thể kịp đi ra khỏi nhà. Mình nghĩ là như vậy. Đã có tên cung gờ đầu tiên tới từ game thủ Sang Long. Cái cách mà Sang Long điều R khi trông chém cũng là rất hay. Hình ảnh mà chúng ta được nhìn thấy cách đây đôi năm khi mà Tiểu Bạch Long đánh Pabiran. Chính các bạn là cầm Roman và để cho Sang Long đánh cung G của Pabiran. Trận thi đấu đó thì dường như Sang Long chỉ chết một cung G. Bắt đầu là một con cung G đi dò đường tới từ game thủ Sang Long. Một con dò đường còn lại đang để ở nhà thủ. Một thế bài mà nhà A được đóng ở phía khu vực dưới dốc. Nhưng nó không ảnh hưởng nhiều khi đây là bài cung trông chém. Thế trận đang được đưa về thế dần cân cân hẳn. Và nếu càng đánh về lâu về dài thì có lẽ ACDA sẽ có một chút gì đó nhìn nhìn hơn. Khi mà những con cung G được tụ lại và lên giáp 4, bây giờ sẽ là bãi vàng thứ hai dành cho game thủ chim sẻ. Việc ACDA tăng được A thì Yamato của chim sẻ cũng phải tăng L. Sẻ đã có bánh xe, có cả nâng cấp đào vàng, nhưng bây giờ thì cung G ACDA đang đứng rất hay để thủ nhà. Có một cung G đã đi lên hướng 12 giờ và có lẽ sẽ đến với nhà chim sẻ ngay sau đây thôi. Một con cung G đi dò đường tới từ game thủ Sang Long. Sang Long đang sóc L cực đều. Đây rồi, một cung G được đẩy sang nhà chim sẻ để tìm hướng nhà. Nâng cấp chặt gỗ 2. Một trận thi đấu mà chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều những con chém tới từ game thủ chim sẻ. Tham bài là 50/64 ở phút thứ 18 nở tham, không kém gì cung G cả. Không hề kém cung G, dân vẫn đang được sóc đều và bây giờ sẽ có BC để nâng cái đầu máu. Điều quan trọng của sẻ đó chính là ăn tiếp những bãi vàng ở phía ngoài. Tham lai của Sang Long đang rơi vào khoảng 6x, còn đối với chim sẻ là 52. Dân thì có lẽ là ngang phèo, hoặc là Long nhìn hơn một chút xíu thôi. Rất khó khăn khi những con cung G ACDAN. Vâng, Sang Long chưa chết con cung G đi dò đường. Cực kỳ khéo léo. Đúng là khi mà gạ cái kèo đấu này thì hiểu tại sao mà các game thủ bên phía AOE Trung Quốc, đặc biệt là chủ Gui Tinh Tinh nhận kèo luôn. Vâng, người ta chỉ nói đúng một quan điểm thôi, chỉ cần Trung Quốc được cầm cung G thì kèo gì người ta cũng sẽ xúc. Lợi thế ở thời điểm ban đầu đã mất đi và bây giờ thì thế trận sẽ quay ngược sang thành lợi thế dành cho ACDAN khi những con cung G đã tụ được lại là cực kỳ đông. 150 máu. Sẻ không có tận dụng được con giò đầu khi mà Sang Long trận này ép đời quá khủng khiếp. Bắt đầu bung ra ngoài để ăn bãi vàng tiếp theo chăng? Đến lúc để phải ăn bãi vàng ở ngoài rồi. Ruộng thì đã đủ để có thể sóc được rất rất nhiều lờ, nhưng vấn đề của sẻ bây giờ có lẽ là vàng. Hai đạo chém, liệu có bắt được một turn nào không? Cần một turn đi lỗi tới từ game thủ Sang Long. Cần phải có một turn đi lỗi.
Seng Long đang vâng cực kỳ đều nhà trong trận thi đấu này. Đây rồi, kích cung R, thậm chí là hai kích cung R được tụ vào, không chọc được dân của Seng Long ở thời điểm ban đầu vì nhà Seng Long cũng cực kỳ kín. Và trận này là một trận ép đòi như Seng tới từ game thủ Seng Long. Bây giờ Seng Long đang bắt chém cực kỳ hay. Hai kích cung R tụ như thế này thì cần phải có hai kích chém. Sẻ mới đang chỉ có một kích chém thôi. Seng Long thì có khoảng kích rưỡi R trong tình huống này, chưa đủ hai kích được. Chiếc bia thứ 5 dành cho game thủ Seng Long. Chứ đó bạn là game thủ chim sẻ. Phát triển cũng đang là tương đối mắc bình, nhưng bên kia là ACDN ở bây giờ có lẽ là 6-7 nhà bè. 44 dân tới từ Seng Long và 43 dân tới từ chim sẻ. Quân của Seng Long đang đông hơn. Than Seng Long đang vào khoảng 90. 85 hoặc 90. Phải ăn vàng ngoài thôi. Bắt đầu hết vàng ngoài rồi. Xin các bạn là bắt đầu đã bị vói vàng ở phía khu vực trong nhà. Và bây giờ là tơn đẩy quân tới từ game thủ Seng Long. Thế đứng này là một thế mà sẽ rất khó có thể bắt được đạo cung R này. Cái khe là quá hẹp. Chỉ cần một tơn phải khéo tới từ Seng Long, hoặc là thậm chí đứng quân khéo thôi là sẽ không thể vào nổi. Đạo quân to của chim sẻ đang ở phía trên để có ập vào nhà của Seng Long khi mà đo nhà bằng ruộng hay không. Thế đứng quân và có lẽ bây giờ đã là cung R giáp 4. Vâng, vẩy e dành cho Seng Long. ACDN đứng quân như này thì Yamato rất khó có cửa để có thể lao vào. Nhưng đây là một tuần ảo tới từ game thủ chim sẻ. Lùi toàn bộ quân vào phía trong và chờ đợi Seng Long ốp. Sẻ quay ngược lại ốp nhà của Seng Long bằng một kích cung R. Liệu có làm nên trò trống gì không khi đã là 172 máu và đã là chém 4. Nếu tuần này mà đổi được thì là ngon. Seng Long bắt đầu chạy dân gỗ lên phía góc 12 giờ để làm thêm những cánh rừng ở khu vực đó. Trong khi đó thì nhà L của game thủ chim sẻ đang bị ốp vào và đang tương đối khó khăn để có thể thủ được nhà trong tuần này. Toàn bộ những con chém sinh ra đều bị cung R bắn chết hết, lọt vào ruộng của Seng Long thôi. Rất khó thở trong tình huống này. Đóng L sâu vào phía sát mép trong bản đồ không. Seng Long vẫn đang nở đều những chiếc nhà VA của mình. Thế đứng quân của Seng Long là quá ảo diệu. Cái khe nhà của chim sẻ cũng đã tạo điều kiện để cho Seng Long có thể thủ được trong tình huống này. Bây giờ thì ăn dân của Seng Long và lùi toàn bộ vào, ôm dân và té thôi. Bắt buộc. Tham lai của sẻ vẫn đang là 69/88 và hy vọng rằng là sẽ ăn được kích cung đi công nhà của Seng Long, nhưng nó đang là quá khó khi đây là một kích rưỡi cung. Tham lai của Seng Long đang đè, liệu có phá BS và phá BM chạy không. Nhà của Seng Long cũng đã bùng ruộng chính và những khoanh ruộng phụ. Nhưng điều quan trọng là tơn công nhà của Seng Long nó vẫn đang là quá mạnh mẽ. Ra được con nào thì cũng chết con đó luôn khi mà đây toàn bộ là những con cung đờ giáp 4. Có lẽ 12 giờ sẽ là khu vực làm ăn tới từ game thủ Seng Long. Vâng, đi ăn hoang con voi này rồi. Và lượng cung đờ thủ nhà cũng đang là cực kỳ đông dành cho game thủ Seng Long. Một trận thi đấu quá hoàn hảo tới từ Seng Long khi thế nhà đã ủng hộ anh ta rất nhiều, xây thêm những chiếc nhà BA mới. Tỷ số là 1-0 dành cho Seng Long trong trận thi đấu đầu tiên ở kèo IA và AC. Trong kèo đấu này thì nếu như có xe giò thì bài dâng A đi ăn hoang, xin lỗi các bạn, dâng L đi ăn hoang cũng là một thế bài có thể chơi được. Dù sao thì đây cũng là một bài lên đời như Seng tới từ Seng Long. 1-0 dành cho game thủ Seng Long trong kèo đấu đầu tiên này. Vâng, trận thi đấu đầu tiên ở kèo IA AC, sẻ cầm IA còn Seng Long là người cầm AC.